Xin kính chào quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự trực tiếp lúc 15 giờ trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Thưa quý vị, sáng nay trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã ra thăm, khảo sát cuộc sống của cán bộ và nhân dân đang sinh sống và làm việc tại huyện đảo Cồn Cỏ. Huyện đảo Cồn Cỏ được thành lập tháng 10 năm 2004 là đơn vị huyện đảo duy nhất trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ. Đảo Cồn Cỏ cách đất liền từ 13 đến 17 hải lý, diện tích tự nhiên hiện nay là 230 ha, trong đó trên 60% diện tích trên đảo là rừng tự nhiên. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đảo Cồn Cỏ vinh dự 2 lần được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 3 lần được Bác Hồ gửi thư khen ngợi. Sau khi nghe lãnh đạo địa phương, đại diện các lực lượng vũ trang báo cáo về tình hình xây dựng, phát triển và bảo vệ đảo Cồn Cỏ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tình cảm nồng nhiệt và sự tiếp đón chu đáo của cán bộ, đảng bộ, chính quyền, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, cho biết đây là lần đầu tiên đến thăm đảo Cồn Cỏ, nơi được mệnh danh là hòn ngọc xanh trên miền đất lửa Quảng Trị. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước biểu dương đánh giá cao và trân trọng các thế hệ cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo về những đóng góp quan trọng, những hy sinh gian khổ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Quân và dân huyện đảo đã chăm sóc giữ gìn bảo vệ hòn đảo rất tốt, giữ được hệ sinh thái 3 tầng rừng nhiệt đới trên đảo, giữ được hệ sinh thái biển đảo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã có cuộc nói chuyện thân mật với nhân dân đang sinh sống và làm việc tại đảo Cồn Cỏ, ân cần thăm hỏi đời sống của bà con nhân dân, vui mừng nhận thấy các gia đình sinh sống trên đảo luôn đoàn kết, phấn khởi, bám đảo và cuộc sống ngày càng được cải thiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã biểu dương quân và dân trên đảo đã đoàn kết phối hợp chặt chẽ xây dựng đảo tiền tiêu của Tổ quốc ngày càng giàu mạnh về kinh tế, vững mạnh về quốc phòng an ninh. Trước đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại nhà tưởng niệm Bác Hồ và đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đảo Cồn Cỏ anh hùng. Sáng nay tại Hà Nội, trước giờ phiên họp chủ bị, đoàn đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã đặt hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dẫn đầu đoàn đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029, thành kính dâng vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã luôn khẳng định tầm vóc của khối đại đoàn kết toàn dân trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Sau lễ viếng lăng, đoàn đại biểu dự đại hội đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 diễn ra từ ngày 16 đến 18 tháng 10. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức, trách nhiệm, hành động của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, về vị trí vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới. Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi làm việc. Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi làm việc. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố đã thành lập tổ công tác, tổ giúp việc triển khai thi hành luật thủ đô. Tổ công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố làm tổ trưởng để tập trung chỉ đạo thống nhất những nhiệm vụ cụ thể về tổ chức thi hành luật thủ đô. Tổ công tác đã tổ chức nhiều cuộc họp với các sở ban ngành liên quan để ra soát xác định nhiệm vụ, chỉ đạo và cho ý kiến về nội dung, quy trình xây dựng các văn bản thuộc thẩm quyền của thành phố trong năm 2024, gồm 33 văn bản quy phạm, 6 văn bản cá biệt. Đến nay, các sở ngành đang khẩn trương tập trung vào việc xây dựng văn bản để kịp thời trình các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thành phố theo kế hoạch. Thành phố đã trao đổi phối hợp với các bộ ngành trung ương được giao nhiệm vụ xây dựng 6 nghị định của chính phủ để quy định chi tiết những nội dung được giao trong luật thủ đô. Trước mắt là 3 nghị định cần ban hành trong năm 2024, quy định chi tiết về tổ chức, hoạt động của Ủy ban Nhân dân phường của thành phố Hà Nội về việc thực hiện liên kết giáo dục giữa cơ sở giáo dục công lập của thành phố và cơ sở giáo dục nước ngoài,
về thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư trong lĩnh vực văn hóa thể thao. Thưa quý vị, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân quận huyện, thị xã vào quý 3 2024. Những góp ý để nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động chất vấn, giải trình của Hội đồng Nhân dân và Thường trực Hội đồng Nhân dân tại các quận huyện là vấn đề đáng chú ý tại hội nghị. Bám sát các quy định của pháp luật, nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nghị quyết Đại hội 17 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2020, Hội đồng Nhân dân các cấp thành phố Hà Nội đã liên tục đổi mới, tăng cường hoạt động giám sát phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển, đặc biệt các vấn đề đưa ra giám sát, giải trình, đảm bảo vừa bao quát, vừa có chiều sâu và đi đến tận cùng từng nội dung vấn đề. Các tham luận của Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận huyện đều cho thấy công tác giám sát giải trình được chú trọng, trong đó lựa chọn vấn đề chất vấn, xây dựng nội dung điều hành phiên chất vấn, vai trò của chủ tọa kỳ họp được quan tâm. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn tiếp tục nhấn mạnh đến việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, trong đó chất vấn giải trình theo nghị quyết số 594 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 để theo kịp với những nhiệm vụ đặt ra theo Luật Thủ đô sửa đổi. Quan trọng nhất là bây giờ chúng ta phải nghiên cứu rất là kỹ cái luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân. Chẳng hạn như đối với thành phố thì nhiều cái việc mà các ông chí thấy chúng ta lựa chọn nó có thể nói là rất lớn, mà chúng ta lựa chọn đó là những vấn đề thách thức. Chẳng hạn như là những cái dự án như là cái những dự án chậm triển khai. Thì trước khi chúng ta làm thì chúng ta tái giám sát thì bây giờ mới có được cái số liệu 712. 712 chúng ta lại ra nghị quyết, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố ra nghị quyết và chúng ta có cái kiểm đếm từng cái kỳ họp một thì nó mới chuyển được. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn lưu ý, thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân các quận, huyện, thị xã cần tiếp tục triển khai tốt Luật Thủ đô sửa đổi, đáp ứng yêu cầu phát triển, đồng thời thúc đẩy công tác thi đua khen thưởng trong thực hiện các nhiệm vụ. Sau nhiều ngày thông cầu phao, đã có hàng trăm nghìn phương tiện ô tô, xe bán tải, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua cầu phao. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn và vận hành cầu phao luôn túc trực 24/24 giờ để làm nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, hôm nay, nước tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn. Vì vậy, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Lữ đoàn 249 Binh chủng Công binh cắt cầu khẩn cấp từ 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024. Khi đủ điều kiện, Lữ đoàn sẽ tiếp tục bắc cầu phục vụ việc đi lại. Để đảm bảo lưu thông, nhu cầu đi lại của nhân dân, Lữ đoàn 249 báo cáo Bộ Tư lệnh Công binh sử dụng hai phà phục vụ việc đi lại. Đối tượng là người đi bộ, đi xe mô tô, xe điện. Thời gian bảo đảm phà từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 16 tháng 10 năm 2024. Các ngày tiếp theo từ 6 giờ tới 20 giờ. Khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay ngày 16 tháng 10, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên, khiến 21 người bị thương vong. Theo thông tin ban đầu, xe ô tô khách do tài xế Trần Văn Đê, sinh năm 1974, có hộ khẩu thường trú tại Thượng Trưng, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc, điều khiển theo hướng Mường Trà, Nậm Bồ, đã đâm vào ta luy dương, khiến cho xe khách bị nát phần đầu và sườn. Vụ tai nạn làm một người chết, 20 người bị thương, trong đó có 5 người phải chuyển về Bệnh viện Đa khoa tỉnh, còn lại 15 người bị thương mức độ nhẹ hơn, được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Mường Trà. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Công an huyện Mường Trà đã kịp thời có mặt tại hiện trường, tập trung chỉ đạo các lực lượng, tổ chức cứu nạn, tiến hành điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ việc. Hôm nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề nghị UBND huyện Đức Trọng khẩn trương ứng phó với nguy cơ cao xảy ra sạt trượt đất tại khu vực đồi thông rộng 35 hectare thuộc địa phận xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, gây nguy hiểm cho hàng chục hộ dân có nhà sát với chân đồi. Cụ thể, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Đức Trọng kiên quyết di dời người dân ra khỏi khu vực chân đồi có nguy cơ sạt trượt đất. Trường hợp không chấp hành phải cưỡng chế di dời, đồng thời áp dụng các biện pháp không để người dân tự ý quay về khu vực nguy hiểm khi chưa có sự đồng ý của chính quyền địa phương, như khóa cổng, lắp rào chắn, bố trí lực lượng túc trực trong khu vực có nguy cơ sạt trượt. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị huyện Đức Trọng cần tăng cường công tác quản lý về hoạt động san gạt, tạo mặt bằng, xây dựng và trật tự xây dựng trên địa bàn, dừng ngay các trường hợp đào cắt góc mái đồi để làm nhà ở gây nguy cơ sạt lở, kiểm tra xử lý nghiêm tình trạng san gạt đất trái phép ở chân mái dốc để tạo mặt bằng xây dựng nhà ở gây nguy cơ xảy ra sạt lở. Gần một năm qua, người dân sinh sống dọc đường Phan Huy Chú, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk thường xuyên sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy. Đáng chú ý, đoạn đầu tuyến vẫn dang dở, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, có một số khó khăn vướng mắc, một số hộ dân chưa đồng thuận bàn giao mặt bằng, phần nào ảnh hưởng tới tiến độ thi công. Ngoài ra, nguyên nhân chậm trễ do thi công vướng hệ thống nước sinh hoạt nằm dưới lòng đường, buộc chuyển lên vỉa hè mới có thể triển khai dự án. Dự án đường Phan Huy Chú có tổng mức đầu tư 307 tỷ đồng, có tổng số 291 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng. Thành phố giao Ủy ban Nhân dân phường Khánh Xuân phối hợp với các phòng ban tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất, tự tháo dỡ mặt bằng, tháo dỡ tài sản, vật kiến trúc trong phạm vi thực hiện dự án. Phấn đấu trong năm 2024 phải hoàn thành thi công mặt đường giải được lớp đá dăm để các hộ dân đi lại thuận lợi. Thưa quý vị, lễ hội văn hóa du lịch Dinh Thầy Thím năm 2024 diễn ra từ ngày 16 tới ngày 18 tháng 10 tại xã Tân Tiến, thị xã La Di, Bình Thuận đã thu hút hàng ngàn người dân địa phương và du khách thập phương về đây để hành hương, cúng bái và tham gia lễ hội. Ngày đầu tiên của lễ hội đã thu hút hàng ngàn khách thập phương đến viếng Thầy Thím, cầu mong mọi sự thuận lợi, bình an đến với gia đình. Lễ hội còn có nhiều hoạt động với các nghi lễ truyền thống như lễ nhập điện an vị, dỗ tiền hiền, cúng gia bình. Lễ hội Dinh Thầy Thím là một trong những lễ hội văn hóa tiêu biểu được tỉnh Bình Thuận chọn bảo tồn, phát triển để phục vụ du lịch ở địa phương. Năm 2022, lễ hội đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh và đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Chuyển sang phần tin quốc tế thưa quý vị. Quân đội Israel hôm nay đã yêu cầu người dân rời khỏi khu vực phía nam thủ đô Beirut của Liban. Thông thường cảnh báo như vậy được Tel Aviv đưa ra trước các cuộc tấn công vào khu vực đã xác định. Theo đó, Israel đưa ra cảnh báo đối với người dân đang ở gần các cơ sở và lợi ích liên quan đến phong trào Hezbollah mà lực lượng phòng vệ Israel sẽ tấn công trong tương lai gần tại khu vực Haaretz Harit. Yêu cầu được đưa ra trong bối cảnh trước những lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn cương quyết bác bỏ các lời kêu gọi ngừng bắn đơn phương, cho rằng điều này không thay đổi tình hình an ninh tại đây. Còn tại Gaza, việc Israel thắt chặt hạn chế viện trợ vào dải Gaza khiến người dân đối mặt với nạn đói nghiêm trọng và khó khăn bộn bề. Trong bối cảnh này, Mỹ, đồng minh thân cận với Israel, vừa đưa ra cảnh báo đỏ, trong đó có việc cắt viện trợ quân sự cho đồng minh nếu tình hình nhân đạo ở Gaza không có sự cải thiện. Chính quyền Mỹ xác nhận các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng nước này đã cùng ký một bức thư đề ngày 13 tháng 10 gửi tới những người đồng cấp Israel, bày tỏ mối quan ngại của chính phủ Mỹ trước tình hình nhân đạo đang xấu đi ở Gaza và kêu gọi Israel triển khai những hành động khẩn cấp và bền vững trong tháng này để cải thiện tình hình. Nếu không, Mỹ sẽ cắt viện trợ quân sự cho Israel. Chúng tôi hy vọng rằng Israel sẽ thực hiện những thay đổi mà chúng tôi đã nêu ra và khuyến nghị kết quả của những thay đổi đó sẽ là sự gia tăng đáng kể trong viện trợ nhân đạo. Theo một số nguồn tin, ngay sau khi nhận được bức thư, cơ quan Israel phụ trách chính sách với vùng lãnh thổ Palestine cho biết đã có 30 xe tải viện trợ đi vào miền Bắc Gaza. Israel trước đó đã đóng cửa các cửa khẩu vào dải Gaza trong tháng 10, chặn đứng nguồn cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu cho 400.000 người Palestine ở đây. Công nhân một nhà máy sản xuất thuộc tập đoàn Boeing của Mỹ đã tổ chức một cuộc biểu tình lớn tại thành phố Seattle, yêu cầu giới chủ thông qua một thỏa thuận lương và phúc lợi tốt hơn để chấm dứt cuộc đình công kéo dài sang tháng thứ hai của Hiệp hội Thợ máy Quốc tế. Trong cuộc biểu tình diễn ra hôm qua, hàng trăm công nhân đình công đã tập trung tại hội trường chính tại trụ sở công đoàn để biểu tình trong bối cảnh Boeing vừa công bố sẽ cắt giảm 17.000 việc làm. Chính quyền Mỹ đã kêu gọi cả hai bên nhanh chóng đạt được một thỏa thuận cung cấp cho người lao động mức lương và phúc lợi phù hợp để chấm dứt cuộc đình công. Theo ước tính, việc đình công kéo dài không hồi kết của các nhân viên sẽ khiến Boeing thiệt hại hơn 1 tỷ đô la Mỹ mỗi tháng. Bảo tàng Vatican vừa công bố việc phục chế thành công một trong những báu vật quý giá nhất trong bộ sưu tập của mình, một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch thế kỷ thứ 2 của vị thần Apollo ở Hy Lạp. Theo thông báo từ Bảo tàng Vatican, các chuyên gia phục chế đã dành nhiều năm làm việc trên tác phẩm Apollo này để sửa chữa các vết nứt ở đầu gối và chân, vệ sinh toàn bộ bức tượng bằng tia laser, lắp đặt một cột sợi carbon neo vào đế để tăng độ ổn định. Hôm nay, sau nhiều năm, chúng tôi đã có thể mang lại cho du khách một trong những biểu tượng, có thể là biểu tượng của vẻ đẹp cổ điển Apollo Belvedere, một bức tượng tuyệt đẹp được phát hiện vào cuối thế kỷ 15 tại Rome, ngay lập tức trở thành hình mẫu vẻ đẹp của nghệ thuật của những tác phẩm kinh điển. Bảo tàng Vatican, nơi lưu giữ một số kiệt tác thời kỳ phục hưng vĩ đại,
cũng như các hiện vật thời La Mã và Ai Cập cổ đại, đón khoảng 7 triệu du khách mỗi năm. Bức tượng Apollo là một trong những bức tượng đầu tiên được trưng bày tại bảo tàng. Người ta tin rằng tác phẩm điêu khắc này là bản sao La Mã của bức tượng đồng Hy Lạp nguyên bản được giáo hoàng Julius đệ nhị mang đến Vatican vào đầu thế kỷ 16. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chiều của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.